vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Hãy Yêu Nhau Đi. Và chúng ta đang đến với phần thứ 3 được mang tên Ngày Mai. Trong chương trình ngày hôm nay cũng rất là muốn được chia sẻ với quý vị những câu chuyện về tình yêu, đặc biệt là yêu xa. Và xin được mời tổng đài của Hãy Yêu Nhau Đi, xin mời anh Trần Thành Nam ạ. Vâng, như anh Thành Trung đã nói, ở trong phần hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe hai khách mời của chúng ta chia sẻ về quan niệm của họ, xa thương gần thường, có đúng hay không. Và bây giờ thì xin phép được mời quý khán giả cùng quý vị sẽ xem một câu chuyện. Ông Phạm Ngọc Cảnh nhìn thấy bà Ri Young Hee lần đầu tiên đã gần tròn 50 năm trước ở Triều Tiên. Ông là một trong hàng trăm sinh viên Việt Nam đang học ở Triều Tiên đến thực tập tại nhà máy Tân Hóa Học nơi bà làm việc. Họ yêu nhau, nhưng đó là một tình yêu không được phép. Nhiệm vụ của sinh viên Việt Nam là tập trung học tập để về chuẩn bị tái thiết Tổ quốc sau chiến tranh. Về phía Triều Tiên thì còn nghiêm khắc hơn, không cho phép lấy người nước ngoài. Họ cứ âm thầm yêu nhau được gần 2 năm thì đến ngày ông Cảnh phải về nước. Bà Ri Young Hee rủ ông quyên sinh vì nghĩ không đến được với nhau. Nhưng ông bảo mình yêu nhau có gì mà phải chết, đợi ông có điều kiện sẽ quay lại. Xa nhau hàng ngàn cây số, chỉ có những cánh thư tay là cầu nối và cũng là tín hiệu duy nhất cho tình yêu của họ lúc bấy giờ. Cứ thế bền bỉ hơn 20 năm trôi qua, đến năm 1997, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm sang thăm Triều Tiên và có gửi đến nước bạn bức thư đầy tâm tư của bố ông Cảnh, mong muốn người con trai duy nhất lớn tuổi được kết hôn với người mình yêu. Nhưng phía Triều Tiên đã không hồi đáp. Triều Tiên những năm 1990, thiếu đói vì mất mùa liên tục do thiên tai, dù người Triều Tiên đã nỗ lực hết sức để trồng trọt. Việt Nam đã viện trợ và cho Triều Tiên mua chịu hàng trăm ngàn tấn gạo trong thời gian này. Trong số hàng trăm ngàn tấn gạo ấy, có 7 tấn mà ông Cảnh quyên góp được. Trong bầu không khí nồng ấm, Việt Nam lại có đoàn sang thăm Triều Tiên năm 2002 do Chủ tịch nước Trần Đức Lương dẫn đầu. Tôi nghe cái câu chuyện này tôi rất cảm động về cái tình yêu đặc biệt của lứa đôi. Và để nó trắc trở mấy chục năm trời thì thật là không nhân văn. Cho nên tôi cũng nói, thì tôi thấy bạn cũng có thái độ rất là nhẹ nhàng. Rồi sau đó là bạn đồng ý thật và thực hiện thật. Mọi nỗ lực đã đến ngày kết trái. Chàng trai đã 53 tuổi Phạm Ngọc Cảnh đã lấy được người phụ nữ của đời mình Ri Young Hee, khi đó đã 54 tuổi. Và câu chuyện tình yêu của họ là minh chứng cho những gì nằm ngoài định luật của thời gian và không gian. Không có một cái gì đấy nó có thể tác động được vào cái câu chuyện tình cảm này, và hai bác hy sinh cho nhau, nó làm cho mình cảm thấy rất là xúc động, cực kỳ vô cùng xúc động. Đây là một cái trường hợp mà rất là đặc biệt. Thường thì đối với cả các bạn trẻ bây giờ, yêu xa là khó lắm, và yêu xa bao giờ cũng rất là thiệt thòi và có nhiều nguy cơ cho các bạn nữ. Cái tình yêu nó bao giờ cũng phải cấu thành từ những cái yếu tố cơ bản, đầu tiên là cái sự đam mê lẫn nhau cái đã. Nhưng mà cái đó nó chỉ là cái đầu tiên thôi. Về sau nó, cái sự đam mê đấy nó phải phát triển trở thành những cái trách nhiệm và những cái cam kết thật là chặt với nhau. Và cuối cùng ấy, nó phát triển lên thành cái sự hy sinh. Nó không phải chỉ tượng trưng cho tình yêu giữa nam và nữ nữa, mà nhiều lúc ấy, nó còn tượng trưng cho một cái biểu tượng gì đó lớn lao hơn thế. Từ lúc bắt đầu chương trình cho đến giờ thì cảm xúc của em thì nó chỉ có hai chữ là bất ngờ, hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác thôi. Bất ngờ về cái sự đồng điệu, về cái sự trùng hợp, ngẫu nhiên, về những gì mà mình học được từ những người đi trước hay là từ người bạn kế bên, phòng bên của em. Em nghĩ thì bọn em ai thì cũng đều phải đi trên con đường của mình. Nhưng có thể biết đâu đấy, chúng ta sẽ lại đi trên một cái đại lộ. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để được học hỏi cũng như là được tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Với những gì đã trải qua thì Trân, nếu phải yêu xa em có chấp nhận không? Em nghĩ là ngay ở khi yêu gần mà em còn không sẵn sàng thì em nghĩ là em sẽ không mạo hiểm một lần nữa. Đúng thôi, đó là hoàn toàn đúng tâm lý. Phương, với em giờ cái việc yêu xa nó hơi bất khả thi. Và em nói thật là có thể cái câu chuyện vừa rồi là một câu chuyện cổ tích có thật ngoài đời, và nó khiến cho rất nhiều các bạn trẻ hay là các thế hệ về sau tin vào tình yêu, rằng thời gian hay tuổi tác hay khoảng cách về địa lý
một khi mà tình yêu nó đã đủ lớn thì những thứ đó chẳng là gì. Nhưng em nghĩ em không đủ may mắn để có thể là một người làm một cái ví dụ về yêu xa cho những người khác được. Nên em nghĩ với em thì nên yêu gần thôi. Vậy thì bây giờ có một ví dụ nhé. Ví dụ vào ngày mai cả Trân và Phương đều tìm thấy được tình yêu của cuộc đời mình, nhưng vì sự nghiệp, một trong hai người có một cơ hội rất lớn trong cuộc đời để đi một quãng thời gian 5 năm để có thể nâng cấp cái cuộc sống của mình, giúp cho mình có những cái cơ hội tiến thân. Các em có dám hy sinh lại một lần nữa yêu xa không? Em sẵn sàng. Tại vì đối với em, tình yêu nó là những cái gì mà tốt cho người kia. Nếu mà họ thực sự cảm thấy tốt thì em sẽ ủng hộ. Đó là một câu trả lời anh nghĩ là quá hay. Phương, đây là một kinh nghiệm cá nhân. Do ngày trước em đã từ chối một công việc có một mức thu nhập mơ ước của nhiều người để về với cả bạn người yêu. Sau đó thì không có sau đó nữa. Nên em không chấp nhận cho việc là đi xa. Nếu mà thực sự đã yêu nhau ấy, thì em cực kỳ dè chừng về khoảng cách bây giờ. Rút kinh nghiệm mà. Ngay sau đây sẽ là một phần rất quan trọng thưa quý vị. Quyết định sẽ thuộc về hai người chơi chính của chúng ta. Họ sẽ có những tấm thiệp. Nếu như họ bỏ thiệp màu đỏ thì có nghĩa là họ đồng ý mở lòng ra để hai người có cơ hội tìm hiểu nhau. Nếu ở bên trong là một tấm thiệp màu xanh thì họ sẽ làm bạn với nhau. Tôi cũng đang rất là chờ đợi, không biết thế nào. Tôi muốn dự đoán của tổ tư vấn và khách mời ở đây. Hương trước. Em hy vọng hai bạn này là màu đỏ ấy. Hương. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, tức là có một cuộc hẹn ở đây ạ. Rồi. Còn nếu mà này, nếu mà có cái gì xa hơn happy ending thì nhớ đi dự đám cưới đấy nhá. Chắc chắn là có ạ. Anh làm chủ hôn luôn mà không phải trả cát xê luôn. Đấy, đến đây là lời anh thôi. Luôn. Rồi, thế còn ra là tại vì quan sát ấy, dựa trên những cái biểu cảm của các bạn ấy thì là bạn Phương là rất là mến bạn Trân rồi. Cách thức mà bạn ấy đi ra đằng sau rồi cầm tờ giấy để lên trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Kể nhau những buồn vui mình cùng đi qua tháng năm. Không phải đây có bị vướng không? Không, không. Tôi không quen tệ với nên là tôi biết màu lúc. Có bắt nhịp vào tới không? Bắt nhịp vào tới xong rồi tới vào, đúng không? Tại vì nếu không là bị lỡ mất một đoạn. Cho nên là chắc là bạn Phương là sẽ để màu đỏ. Nhưng mà đối với cả bạn Trân thì có lẽ là một cái điều gì đó ấy, chắc là phải nhắn nhủ với cả bạn Trân một tí. Đôi khi thì chúng ta đã có những cái vết thương mà chúng ta băng lại đó, chúng ta rất là ngại để mà mở nó ra, đau nó ghê. Thế nhưng mà thực tế ấy, thì nếu mà để cái vết thương nó như vậy, nó nhiễm trùng rồi nó vẫn còn, cho nên là cần phải có một cái người nào đấy đủ chín chắn, nhẹ nhàng và dịu dàng để bỏ cái tấm, những cái gọi là lớp băng gạc của cái vết thương đấy ra đủ nhẹ để không bị đau, và sau đó lau rửa những cái vết thương đó thì chúng ta mới có thể vượt qua được. Bản thân bạn Trân cũng cần phải mở lòng, dũng cảm và mở lòng hơn để cho mình một cơ hội cho mình ấy, chứ không phải cho người khác đâu. Tôi cũng hy vọng là sẽ có hai cái tấm thiệp màu đỏ, nhưng mà hiện nay bây giờ chắc chắn là thiệp màu đỏ thiên về bản Phương nhiều hơn. Dạ. Anh Nam rất là để ý chi tiết luôn, người đàn ông rất tinh tế. Thật ra thì khi mà ngồi vào vị trí này thì chắc chắn là ai cũng sẽ muốn là có hai tấm thiệp đỏ, và em cũng hy vọng điều đó. Anh chỉ nhắn Trân thôi, nếu muốn hiểu tình yêu ấy, hãy yêu người mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Em đã trải qua rồi, anh tin là vậy. Nếu muốn giữ tình yêu ấy, hãy chọn người tương đồng với mình nhé.